liên tục nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến cho một số tuyến đường, nhất là tuyến đường mới sửa chữa trên địa bàn của thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh bị chảy nhựa, giao thông đi lại khó khăn. Đoạn đường bị chảy nhựa nhiều nhất là đường Nguyễn Du thuộc phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Đường dài khoảng 2 km nối liền giữa quốc lộ 1A và đường Nguyễn Công Trứ, trong đó có khoảng 350 m bị chảy lớp nhựa trên bề mặt. Các phương tiện đi qua đoạn đường này đều để lại vết hằn bánh xe vì nhựa chảy ra rất dày và dẻo. Chỉ cần bước chân nhẹ lên cũng bị dính đầy nhựa đường vào đế giày. Lý giải về hiện tượng trên, đại diện Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh, đơn vị chịu trách nhiệm sửa chữa đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh cho biết, khi thi công đơn vị đã làm đúng tiêu chuẩn, tuy nhiên do đường vừa được thi công sửa chữa trong vòng 2 tuần trở lại đây đã gặp đợt nắng nóng kéo dài nên hiện tượng chảy nhựa là khó tránh khỏi. Còn theo đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhiệt độ đo sát mặt đường nhựa trong những ngày nắng nóng vừa qua lên tới 70-80 độ C. Với nhiệt độ này, khả năng lún đường là rất cao. Thêm vào nữa, cũng không loại trừ nguyên nhân khiếm khuyết về thành phần trong kết cấu mặt đường bê tông nhựa mịn này. Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ nhắc nhở địa phương triển khai sửa chữa ngay sau đợt nắng nóng này.